Now I would like to invite Mr. Mitch to read the first question. Please write one word. The answer is tree. Và xin chúc mừng các bạn đã có câu trả lời chính xác, tree. Cùng vui nào cũng sẽ mời các bạn. Nhưng điều quý giá hơn đó chính là những trải nghiệm và kiến thức vững chắc của các em tự tin bước tiến trên con đường chinh phục ước mơ phía trước. Xin cảm ơn các học viên, quý phụ huynh, thầy cô và ban tổ chức đã cùng nhau tạo ra một chủ đề Superstar thành công tốt đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Đăng Khương và Hoàng Yến rất hân hạnh khi được đồng hành cùng chuỗi sự kiện chung kết Superstar 2022. Và đó là những sự kiện như thế nào thì các bạn hãy theo dõi, không được bỏ lỡ nha.